Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Đây anh Tàng Hang này đang lên để thay bánh nha, thay bánh để chuyển đồng nha. Ê ê, trời ơi. Buông tay cầm lại luôn, chúi nhủi. Đó, lên đừng thay bánh hồi bánh gai nha, để chạy trên mọt trên lộ nha anh em. Đi tới đám mới nha. Đây thì lục bình nhiều quá nên đi bằng bộ không à, đi đường bộ. Không có đi phà nữa nha anh em. Đây. Là mọt nè. Đã bánh vào đừng không cho. Lết cái ngồi nè, lết cái ngồi với những cạc đang cưa nha anh em. Anh em có nhu cầu làm thì anh hết mùa anh quẩn hay không anh cũng làm cho anh em luôn nha. Làm bao không dính rơm nha. Đất này thì đất sới chạy không dính rơm nha. Nè, để đợi mình quay cái dắt cạc răng cưa nha. Anh em có nhu cầu làm thì alo liên hệ ha. Ừ, bánh hả? Bánh quá vip anh em ơi, đầy mũ lại luôn sao mắc. Để qua đêm á. Ôi, xách hai tay cái. Ý. Quá nhẹ anh em ơi, còn bánh kia nặng lắm nha. Này lỗi lớn nè, lỗi lớn chạy mới ok nha. Lỗi nhỏ chạy dở thôi. Bánh này bữa quay video mới mua bên tại bãi nghĩa địa nha. Nước sơn rin của bãi luôn nè. Bánh quá vip. Chổi lên nè. Bánh bên nào, bên này nè. Trên lộ chạy ngược đâu sao. Gắn bánh ngược đâu sao anh em, chạy trên lộ. Cái bánh nhà re anh em ơi. Bánh như vậy thì chạy quá ok, vừa nhẹ khi thay bánh. Chạy trên lộ ok nữa. Rồi. Chổi cũng đơn giản ha, bằng khúc cây ha. Rất là dò dò. Bánh cao 1m1 nha anh em. Quá trớn bánh. Đơn giản ha. Ra. Đó, xong. Chưa được mới 3 phút anh em ơi. Thay bánh mới 3 phút xong. Yeah. Giai đoạn này gắn vô mới khó nha anh em, một mình một mà gắn cái chốt này vô mới khó nha. Này thường là phải hai người nha, người chọt chốt, người chỉnh nha. Giờ mình xem ảnh là tự gắn vô coi được không. Đó. Tự gắn vô nha, tự xỏ chốt luôn. Ê. Chưa ngay lỗ hay gì á. Đó. Gắn một mình một. Có díp. Đây, tấm văn cạc răng cưa nè. Anh em có nhu cầu làm giống vậy không? Làm y chang như vậy nha, chạy rất ok nha. Có nhu cầu thì làm thì lãnh luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con như chưa lớn giáo rồi. Dạ. Đỡ. Con cũng mới lâu rồi, con cũng quá rồi. Lết lết cong như cái kiếm nha các anh em, không dính rơm nha, nó rất là thông nha anh em nè, nhìn cái giọng rất là thông. Đó, có làm cục kéo đường, kéo đường nước bằng sắt luôn nha, kéo rất ok nha, giống vậy luôn. Làm giống vậy nha, làm trọn bộ nha anh em nhu cầu cái nào cũng được, có ship được luôn mà, ship theo bot mà ship được luôn á bụng. Và... không biết, không dám ship này. Này có chỗ xe ship anh em luôn. Đó, để video tiếp theo mình quay ảnh kéo đường nước cho anh em xem ok không nha. Ok thì đặt ảnh làm nha. Giờ thì cột lại, chuyển lại chỗ mới nha, đám mới. Kéo nước nó phải dài nha anh em. Dài nó mới không bị teo đất ở phía sau lại nha, cục quá bị teo lại nha. Bật về lên nha, mới quay máy được nha. Thì về này có tác dụng là để ngoài đồng phá máy là được ha, nên yên tâm hơn chút xíu nha. Nó chụp xuống là mình móc ổ khóa lại là cái máy không lấy ra được ha. Có chụp hàng chụp trên xuống đó. Có hàng chụp trên xuống vậy là để ngoài đồng không lấy ra được nha. Cũng đỡ thôi anh em ơi, chứ nhiều khi đem cưa điện, cưa sắt rồi máy cưa cầm tay rồi ra giữa đồng cũng cắt được nha. Làm cho đỡ hơn chút thôi. Thì nhưng cái này thì quay máy là phải cực cái là dở lên nha, mà một ngày mình quay có một lần hai lần à, ảnh quay một lần một là ảnh chạy tới chiều luôn á, giờ lại đám kia ảnh chạy tới chiều luôn. Quá gọn gàng ha. Rồi, vô số nhanh nè. Wow, quá nhanh. Tốc độ. Anh này có lãnh làm lốp với tạc răng cưa nha anh em. Anh em có nhu cầu thì alo ảnh ha. Hết mùa ảnh mới rảnh là mới rảnh để làm nè. Làm nguyên bộ như vậy á. Chạy thấy cũng ok lắm nha anh em.
dễ điều khiển lắm nha, làm nếu đúng bài nó là dễ điều khiển đó, anh điều khiển thấy đơn giản luôn anh em. Này thì anh đang sử dụng IC6 nha, động cơ 140 ZT, bánh thì 1m1 nha, tính luôn lá là 1m1. Bu ly thì anh đang đi bu ly hình như là 1 tấc ha. Chạy quá ok, quá điều luyện ha, đơn giản. Làm cái lớp sao mà cho nó vừa tầm á anh em, không cao mà không thấp nha, cao quá thì hỏng giò, thấp quá thì xuống trũng nó lùn lắm. Này là vừa luôn à. Đạp xuống trũng á. Anh em thấy ok thì muốn đặt cây lót với dán cạc này thì alo ảnh ha. Anh nói lúc ở không ảnh cũng lãnh làm cho anh em luôn nha. Tại quá tại anh em yêu cầu làm á. Đạp rất là nhẹ nha anh em, nhưng mà đi đất nha, răng cưa nó xôm xuống đất cứng được nha, răng cưa là có tác dụng là nó xôm xuống mấy gò nào cứng quá nó xôm xuống được, nó không bị cạc lên. Bùn thì nó ít trào ra hai bên á, khi mình đạp đất xuống trũng á ít trào ra hai bên lắm, bởi vì nó ít đắp bờ hai bên nên chạy rất là ok. Nó lông trồng đều đám luôn nha. Này thì bát đạp xuống bát rút về nha, này làm sơ sơ à, đất này cũng khá là bằng rồi nên chạy giáp hai bận, giáp hai bận là một đà bận đạp xuống trũng, một bận rút lằn ranh về là xong. Tùy theo đám nha anh em, tùy theo đám mà cách làm khác nhau nha, nói chung rất là nhiều cách để làm. Đi đất rất là nhiều nha anh em, thấy không? Lúc trước thì ảnh cũng xài tấm dán nha, mấy video mà năm trước mình quay cho ảnh á, xài tấm dán.
giờ anh chuyển qua xài canh cưa hết rồi. Nguyên khu này anh em ai cũng xài canh cưa hết nha anh em. Hầu như nguyên cánh đồng này không ai xài tấm dán nữa đó. Cũng tùy theo dùng ha. Có mấy vùng khác thì mấy tỉnh khác thì thấy cũng còn xài tấm dán rất là nhiều nha. Cũng tùy theo. Tùy theo mấy, mỗi ý thích mỗi người ha. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video nha. Anh em có nhu cầu đặt dán cạc răng cưa với cây lết ghế ngồi thì hãy bình luận bên dưới ha, rồi liên hệ ảnh ha. Rồi, ảnh sẽ lãnh làm nha anh em. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.